Đầu tiên mình sẽ thêm một cái nút button để lấy JSON từ API về và là nút get đi. Rồi ok. Rồi nút get sau đó sau đó từ get. Get file đi, file đi. Cái này chắc các bạn làm quá quen. Set on click listener, ok. Rồi khai báo cái hàm là hàm get JSON data gì đó. Ấy quên. Public JSON data và khi mình kích vào thì sẽ gọi cái hàm get JSON đó. Ok. Tiếp theo có syntax luôn. Class get json async đặt tên nào tùy bạn, miễn là nó có ý nghĩa. Extend syntax class void doing background code. Doing background thì mình sẽ xử lý các cái kết nối mạng tác vụ nặng ở trong cái doing background này. Mình sẽ bắt đầu với URL. Thôi để đơn giản trước. Để đơn giản trước khai báo về progress dialog. Cái này là để hiển thị cái loading, nó quay quay khi mà bạn bảo người dùng là đâu bảo người dùng là bạn đang ứng dụng của mình đang load dữ liệu, thể hiện là nó đang hoạt động. Set mark là 100% này. Set progress time bạn để nó là horizontal, là làm ngang. Rồi ok. Đó, để đây. Bây giờ khi mà hàm on pre pre execute này. Prepare, nó viết tắt của từ prepare, chuẩn bị, chuẩn bị. Tức là khi mà chuẩn bị thực thi cái tác vụ này ấy, thì mình sẽ làm gì? Show hiển thị cái loading lên, được chưa? Ở đây mình để giả sử mình fake nó là mất 3 giây để thực thi cái tác vụ này. Mình để thread sleep này thì bảo thằng này đợi 3 giây. Sau khi xong ấy thì loading.dismiss tức là đóng nó lại. Thông báo là loaded. Cái từ loaded nghe nó vẻ hơi tù mà thôi để tạm. Loaded tức là báo load xong rồi. Rồi ok, về gọi thử. Get async execute. Đó. Chạy thử. Rồi, kích thử nha.
Nốt được 100%. Hiện tại là mình chưa làm cái mà nó hiển thị nó chạy từ chạy chạy dần này nó đến 100% kết thúc. Đó, bây giờ mới chỉ hiển thị cái đang đang loading lên, đang làm gì đó lên. Rồi ok, đến fake bắt đầu làm thử cái giả lập là chạy từ hiển thị cái tiến trình nó đang chạy từ 0 đến 100% như thế nào. Đến 100 thì giả sử nó cho nó ngủ trong vòng 1 giây, 100 ms thôi, 1 giây lâu quá, 100 ms. Sau đó nó có cái hàm ở OSINT ấy, nó có hàm on progress update. Đấy. À đây update là void. Ừ ok, mình sẽ đính chính một chút. À, ở syntax này, bạn nhìn này, nó gồm có 3 tham số. Param. Param đây, tham số đầu tiên là param này. Progress và result. Thì cái progress đấy là nó thể hiện cho cái tiến trình. Cái tiến trình của cái thằng ở syntax. Được chưa? Nên bây giờ mình quên mất, mình phải đổi nó thành integer. Tức là tiến trình chạy từ 0 đến 100%. Thì mỗi nó là ví dụ 1 2 vậy, 1 2% 3 4% đến 100% nó số nguyên. Đấy, thì mình đổi progress update thì ở đây đây này, mình on progress update này nó nhận là integer. Tức là cái progress cái tiến trình là đang là bao nhiêu phần trăm thì mình chuyển cái y này vào. Được chưa? Ừ. Con on update à là y đi. À, nó báo là mức conform main thread. Ok, gọi hàng này run y ở đây này. Final thì nó sẽ không ok. Final progress in the progress sẽ bằng y, copy và tạm ra đây progress. Được chưa? Chút nữa mình sẽ giải thích vì sao lại phải như này. Để chạy được đi đã, progress đúng không? Đến ok, đến hết 100 nó sẽ hiện rồi, chạy thử. On progress update này. À đây. On progress update thì ở đây phải set là pb loading set progress, mình quên mất cái này. Và value thì không. Được chưa? Chạy. Ấn. Đấy. Đấy. Chạy dần dần dần. Nó sleep khoảng độ 100 ms. Đấy, đến 100 thì nó sẽ dừng. Chạy này.
99 là đã dừng rồi. Vậy đi bằng 100, 100 và tự đi mít luôn. Rồi ok. Giờ mình giải thích vì sao nó lại phải, bạn phải copy cái final này. Cái hàm on progress update này, thì nó là nó sẽ gọi ở cái là nó sẽ update, tức là nó sẽ chạm vào cái main thread đây nhé. Dùng cái này vẽ mô phỏng. Rồi. Bây giờ là thế này. Bây giờ cái main thread của mình nó nằm ở đây. Đây main thread. Main thread. Nó là cái UI thread đấy. Cái thread giao diện. Được chưa? Đấy, và cái thằng OSyntax ấy khi mà nó chạy thì nó tách ra thành một cái thread khác. OSyntax. Được chưa? Nào. Thì OSyntax mặc định là nó chạy ở background, chạy nền. Và khi mà nó muốn update cái thằng UI thread này, thì nó cung cấp ba cái hàm. Đấy là hàm on pre-execute. Đấy. Được chưa? Đây này. Pre-execute. Đấy. Nên mình có thể bảo cái thằng progress dialog loading này nó hiển thị lên. Đấy. Và hàm on progress update. Đấy. Nó có thể truy cập vào cái thằng UI thread này để update cái progress dialog. Đây, hàm on progress update này. Mình set cái progress nó này, theo cái giá trị mà thằng trên này trả về. Lý do vì sao thằng đuôi background này này là bởi vì cái thằng đuôi background này nó chạy ở background. Đây, bạn nhìn đuôi background tức là làm gì đó ở background, nó không phải là làm việc ở trên cái thread chính, cái thread giao diện này này, nó không phải làm trên thread này, mà nó chạy ở trong cái nền progress lane. Thế cho nên ý, nếu mà muốn gọi cái thằng on progress update này, thì nó phải dùng cái hàm là run on UI thread. Đấy. Nó phải run on UI thread thì nó mới update được ở trên này. Chưa? Đấy, update truyền vào cái progress. Bạn phải định nghĩa nó là final. Rồi. Và khi nó chạy đến 100% ấy thì mình set cho nó là dismiss thằng on post execute, có thể dismiss on post execute. Lúc này là OSyntax nó kết thúc. Nó kết thúc rồi thì nó có thể gọi được đến thằng UI thread. Được chưa? Chạy. Thì là 100 nó không hiện đâu, nhưng mà nó có hiện nhưng mà chưa kịp hiện mình dismiss thì. Đấy. Ok. Tiếp theo mình sẽ thể hiện cái progress của nó qua cái việc mà đọc di sản từ trên API. Thế khi mà bạn load một cái data, bạn gọi API, bạn gọi đến các cái tác vụ mạng, thì bạn hiển thị cái, bạn sẽ tốt hơn nếu bạn hiển thị được cái progress, cái tiến trình để dùng nó để đỡ sốt ruột chẳng hạn.
dụ nếu mà làm ví dụ chỉ có quay loading không ấy, nó cứ quay tròn 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 mãi chả biết khi nào xong ấy, thì nó cũng không được tốt lắm. Nếu mà bạn hiển thị được cái tiến trình lên cái đã tải được bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ tốt cho về mặt sử dụng hơn, người dùng hơn. Và mình sẽ bỏ cái đoạn này chỉ fake thôi. Rồi bây giờ đến dùng cái URL để gọi API, truy cập đến cái link này. Bật nhé trong jacket. Open connection. Đặt tên con cho gọn. Và được input stream. Get input stream. Đó. Tiếp theo để đọc để lấy dữ liệu xuống thì bạn in the by charter read out chữ 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 read mà các bạn đây why bằng read khác một cho còn đọc đúng không nhá. Đấy, thì gì cha c bằng ép cái thằng by character này về kiểm tra các kiểm tra ai vào chuyện đi tất sau đó là khai báo thằng này ngoài vào ngoài đấy để nó thành biến toàn bộ cái thằng onPost này này onPost này nó lấy được thì thôi cứ tốt nó lên vậy hiển thị lên vậy đấy, để tạm thế mình chưa làm cái hiển thị process đâu nhé cứ thử chạy xem có lấy được không ạ. À quên chưa chưa xin internet permission. Internet này. Rồi, ok. Không tí nữa lại lỗi, không hiểu vì sao. Chưa 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 làm cái process đâu. Rồi, lấy được gì xong rồi. Rồi đã lấy được JSON. Bây giờ mình sẽ làm cái hiển thị ra được cái phần trăm mà mình đã tải xuống được. Đấy, cái này bây giờ mới ảo diệu này. Bây giờ mình sẽ dùng cái in by loaded được chưa? Bằng không. Tức là số byte mà đã tải được ấy. Đấy, bắt đầu sẽ bằng không. Thì khi mà mỗi một lần đọc một byte này này, một ký tự đây này thì tăng cái byte lên một chưa đấy và người biết tổng số byte in the total byte thì sẽ bằng connection get content length đấy get content length thì cái byte load được này này thì sẽ để mình tính ra cái process. Đây là tổng số byte của cái JSON này, của cái chuỗi tất cả chỗ JSON này này. Đấy, tất cả nó nặng bao nhiêu byte. Thì bây giờ cái chia ra phần trăm để tính để the progress này thì sẽ bằng
buy loaded chia cho total buy nhân 100. Được chưa? Thì tính nhá, phần trăm. Và run on UI thread là on forget update. À, update và forget này. À, em hiểu ý tưởng không? Bạn hiểu ý tưởng không? Tức là cái byte load được này, tức là những cái byte mà đã tải được ấy, được chưa? Thì nó sẽ chia cho tổng số byte, sau đó nhân với 100, đi ra số phần trăm đã tải được. Rồi, chạy thử ra. Sao lại không hiện gì? I loaded mỗi lần cộng tăng lên. À tôi chết. Nhầm. Chưa total buy. Chia cho cái này 100% này thì nhân 100 total by bằng 100% by bằng 3 nhân 100 chia cho total by. Yeah. Ừ. Như vậy hơi nhầm. Đấy. À vừa rồi ấn vào nó bị 100% đấy à. Đấy là mình chưa set nó về về ban đầu, chưa reset nó, rồi set cái progress. Thấy chưa? Về không. Ở lần chạy đầu tiên ấy thì sau khi kết thúc ấy, thì process của nó hiện tại đang là 100%. Đấy, thế nên là lần chạy thứ hai ấy, thì nó sẽ hiển thị lên là 100 ngay từ ban đầu rồi. Đấy. Mình set nó về, reset nó về khi bắt đầu chạy, bắt đầu reset nó về 0%. Rồi. Chạy. Đấy. Đấy. Kinh chưa? Oh, sao nó vẫn 100. Nó vẫn 100 nhỉ? Mình set progress về 0 rồi mà. Set progress về 0 rồi nó vẫn hiển thị 100 là sao? Có gì nó không đúng. Set progress attack vào debug cái. Có nhảy vào on free execute rồi này. Show lên. On progress. Rồi thử khi mà mới bắt đầu chạy thì sẽ progress bằng 0.
Rồi, rồi nếu mà đã như thế thì đánh khởi tạo mới vậy. On free execute pv show đổi thành get play context, đành phải để nó khởi tạo mới vậy. À chết, get bay con tách ở đây luôn bay activity.zip để chuyển activity vào. Đấy, chạy vẻ ngon đấy. Rồi cần giải thích một chút vì sao lại lại mình biết được cái content lang này nó là tổng số byte của cái đống di sản này trả về này. Đây nhé, không tin nhé, mình copy này, mình sang thằng mình đo cho các bạn xem. Xem này. Này, đọc cái HTTP nó trả về này. Content đang 5 KB. Đấy, nó nặng 5 KB cái request này. Đây đúng gì sao này, nặng 5 KB. Đấy. Đây nhá, bây giờ mình copy này. Rồi mình vào cái file này. Đấy, mình như đây, mình paste vào nhá, bây giờ mình save ra file nhé. Đặt nó là di sản đi, tê đi. Rồi ok, di sản này. Ở đây nó 7 KB là bởi vì nó có mấy cái dấu cách này này, mấy cái space này, khoảng trống này. Thế nên mình phải remove nó đi này. Bỏ cái khoảng trắng này đi. Paste lại. Save. Đấy, đấy 5 KB. Giống với cả ở đây 5 KB đấy, nó trả về đấy, cái get content lang này nó trả về đây đâu nhỉ, đây này 5.645, đây là byte convert ra nhé, convert ra đây. Đấy nó được khoảng 5,5 KB, ok chưa.